áo khi cô giành được vị trí Á quân. Trong năm 2019 thì Yu Yulin đã tham dự tổng cộng đến 7 giải đấu trong hệ thống của ITTF World Tour. Màn ảnh của quý vị là những thông tin đến từ Wang Manju. Wang Manju năm nay 20 tuổi, cao 1m64, cổ thuận tay phải và đang đứng ở vị trí 5 trên bảng xếp hạng ITTF. Ở giải đấu T2 Diamond diễn ra tại Malaysia thì chính Yu Yulin là người đã đánh bại Wang Manju với tỷ số 4-1 để đăng quang. Đây sẽ là một cuộc phục hận của Wang Manju khi cô có còi đối đầu trực tiếp với Yu Yulin. Tay vợt chỉ xếp hơn cô một bậc mà thôi. Và ở giải đấu T2 Diamond Singapore 2019 này thì chúng tôi cũng sẽ phiên âm các tay vợt Trung Quốc theo chuẩn Anh ngữ để chúng ta có thể dễ nhận ra những cái tên. Như vậy là cú đánh đầu tiên đi ra ngoài của Wang Minju, 1-0 cho Yu Yulin. Yu Yulin sẽ mặc áo đen, còn Wang Manju sẽ mặc áo đỏ ở trận đấu này. Tiếp tục là cú đánh không tốt. Có vẻ như là tâm lý của Wang Manju khi đối đầu với Yu Yulin là không thực sự tốt. Và ngay khi nhập cuộc thì đã có 2 điểm cho tay vợt hạng tư thế giới. Hứa hẹn đây sẽ là một trận đấu rất đáng xem, rất hấp dẫn. Điểm số cho Wang Manju. Một màn tái hiện trận chung kết tại The High Diamond Malaysia. Như vậy là cú lật trái tay đi ra ngoài và điểm được cân bằng 2-2 cho Wang Minju. Bóng lần này 3-2. Lời dẫn điểm tiếp tục thuộc về Yu Yulin. Của Wang Manju, điểm số 4 cho Yu Yulin. Rất nhiều những pha đánh bóng hỏng của Wang Minju. Điểm đang là 2-5. Cú đánh bóng giật mặt lưới ra ngoài. 5-3. Quyền giao bóng cho Yu Yulin. Tiếp tục là pha đánh bóng hỏng của Wang Minju. 6-3.
Tay vật số 5 thế giới có vẻ như mắc quá nhiều lần đánh bóng hỏng khi đối đầu với Yulin. Lần này thì cô đã có một cú forehand thành công. 4-6. Let. Giống lại. 4-6. Và phần thắng đã thuộc về Wang Minyu. 5-6. Một tình huống mà Wang Minyu đã có pha né người để thực hiện một cú đánh bóng có lực rất hay. Pha phản công cực nhanh. 6-6. Ngay khi có cơ hội thì Wang Minyu đã có cú lực trái tay có thể nói là cực tốt. 6-6. Pha gài bóng rất hay của Wang Minyu đã khiến cho Yulin đánh bóng không qua được lưới. 6-7. Sự ổn định đang trở lại với Wang Minyu. Quá hay, Wang Minyu đang tấn công rất hiệu quả ngay vào thẳng vị trí của Yu Yulin. 8-6 cho Wang Minyu. Hai tay vợt đang chơi răng co và sẽ không hề lạ nếu như có fast five ở trận đấu này. 7-8. Tiếp tục là pha đánh bóng hỏng nữa của Wang Minyu. 8-8. Như vậy là điểm đã được nâng lên 9-8 cho Yu Yulin. Cố tấn công vào thẳng người của Wang Minyu. Rất hay. Tình huống đánh bóng dọc bàn cực hay của Wang Minyu khi mà hai tay vợt đã có những pha đôi công rất nhanh. 9-9. Yulin đã không kịp trở tay ở tình huống này. Không được. Được số 10 cho Wang Minyu. Những pha tấn công rất hay và rất ổn định của Wang Minyu ở tình huống này. 10-9. Game đấu đầu tiên. Và như vậy là bóng đã đi ra ngoài. Cơ hội chia đều cho cả hai ở game thứ nhất. Bây giờ sẽ là điểm quyết định. Game đấu trải qua gần 10 phút. May mắn dành cho Wang Minyu và chiến thắng ở game đầu tiên đã thuộc về Yu Yulin với điểm số là 11-10.
với thời gian là 7 phút 39 giây. Hoàng Man Yu đã có cơ hội để kết thúc set 1 trước so với Yu Yu Linh, nhưng cô lại. Chúng ta chuẩn bị quay trở lại với game đấu thứ hai. Second game. Buổi chiều hôm nay bắt đầu vào lúc 18 giờ 17 giờ 30. Chúng ta sẽ tiếp tục với loạt 4 trận đấu. Bạn cũng sẽ độc quyền trên hệ thống của truyền hình FPT. Điểm số đầu tiên dành cho Wang Manju. Tiếp theo, điểm số thứ hai cũng thuộc về Wang Manju. Ba điểm liên tiếp dành cho Wang Manju. Có thể nói là một sự khởi đầu game thứ hai hết sức ấn tượng của Wang Manju. Dòng lại. Không được. Lần này thì phản công không thành của Wang Manju. Xa bàn không thành công của Wang Manju. Chu Chu Linh đang bất ngờ lấy lại được thế trận. Vẫn là những sự bất ổn định trong lối đánh của Wang Manju. Những pha tấn công liên tiếp và rất hiệu quả của Yu Yu Linh. Điểm số được rút ngắn 3-4. Như vậy là sau khởi đầu ấn tượng thì lúc này Wang Manju lại thể hiện những điểm yếu của mình. Tiếp tục là một tình huống không thể chống đỡ và điểm được cân bằng 4 đều. Đi ra ngoài đã có đến 4 điểm liên tiếp cho Yu Yu Linh. Lần này thì Wang Manju đã có pha tấn công thành công. Đây là một tình huống gài bóng không thành của Yu Yu Linh và tạo cơ hội cho Wang Manju phản công. Pha đối công rất hay nhưng phần thắng đã thuộc về Yu Yu Linh. Đập sau đó, đập cuối cùng thì Wang Manju đã không thuận tay, cô đã không thể đánh trúng bóng, khá đáng tiếc. Let's dòng lại. Six, five.
Đó là những tình huống mà Yuyo Linh đã chủ động ép trái đối với Wang Manju, bởi cô nhận thấy đó cũng là điểm yếu của tay vợt số 5 thế giới vào lúc này. Liên tục là những tình huống ép trái, và khi mà Wang Manju chủ động xoay phải thì rõ ràng là cô không có được tầm tay thuận. Mới chỉ bước sang khoảng giữa của game đấu thứ hai nhưng thời gian đã trôi qua đến gần 14 phút. Và không thể nào loại trừ khả năng hai tay vợt này sẽ bước vào phát phạt. Tiếp tục là điểm số dành cho Yuyo Linh. Chiến thắng đang đến gần hơn với Yuyo Linh ở game đấu thứ hai. Điểm số thứ 9 dành cho Yuyo Linh. Hai quả giao bóng tiếp theo sẽ thuộc về Yuyo Linh, và đó là cơ hội để cô có thể kết thúc luôn game đấu này. May mắn trước đó đã thuộc về Wang Manju, nhưng sau đó thì Yuyo Linh cũng đã có được sự điềm tĩnh và tấn công đầy hiệu quả. Rõ ràng trong những tình huống lật trái thì Yuyo Linh thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều so với Wang Manju. Như vậy là game thứ hai đã kết thúc với điểm số khá cách biệt 11 năm cho Yuyo Linh. Ở lần gặp gỡ nhau trước tại chung kết T2 Diamond Malaysia thì Yuyo Linh đã có chiến thắng 4-1 trước Wang Manju. Ngày hôm nay chúng ta thấy Yuyo Linh vẫn đang chơi lấn lướt hơn so với Wang Manju. Bằng thành tích của mình thì Yuyo Linh từng đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng ITTF vào tháng 12 năm 2017. Cô cũng đã giành được 4 tấm huy chương vàng tại giải vô địch thế giới từ năm 2013. Bên cạnh đó thì Yuyo Linh còn có một huy chương vàng World Cup vào năm 2017. 15 tuổi thì Yuyo Linh đã được gọi vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Điểm số đầu tiên thuộc về Yuyo Linh. Trong 3 giải đấu của World Tour gần nhất thì Wang Manju đều vào đến tứ kết và bán kết. Tuy nhiên có vẻ như đây là một trận đấu mà cô cũng bị áp lực tâm lý trước Yuyo Linh. Let 1-2 giao bóng lại cho Wang Manju. Không được, bóng không vào lưới. Điểm thứ 3 cho Yuyo Linh. Một pha tấn công thẳng vào vị trí của đối phương và đã có điểm cho Wang Manju. Được.
rất đáng tiếc. Ở tình huống này thì Wang Minyu cũng đã chủ động đánh bóng vào vị trí người của Yu Yulin, nhưng Yu Yulin đã phòng ngự quá hay. Không được. Những tình huống ép trái của Yu Yulin đang khiến cho Wang Manju gặp nhiều bối rối. Cô đang rất khó khăn ở tình huống phòng ngự ở khu vực này. Dọc lại. Cách trả bóng rất điềm tĩnh của Yu Yulin và nó khiến cho Wang Minyu thực hiện những tình huống tấn công không đạt được như ý muốn. Rõ ràng là chúng ta thấy Yu Yulin không có sự nôn nóng nào trong những pha đánh bóng của mình. Cô rất chủ động. Let 6 2 Lần này thì hai cú giật trái liên tục của Wang Minyu rất hiệu quả. Sáu ba. Sáu bốn. Wang Manju cần có chiến thắng ở game đấu này, một game đấu bản lề dành cho cô. Thực sự là rất khó khi mà phong độ của Yu Yulin vẫn đang rất ổn. Quá hay. Tấn công và tìm ra điểm yếu của đối thủ của Yu Yulin. Ngay khi đối phương cũng đang chuẩn bị cho một tình huống đánh thẳng vào người thì Yu Yulin lại đổi hướng đánh dọc bàn. Quá khó chịu. Bóng không qua lưới. Điểm được trút ngắn xuống còn 7-5. Yu Yulin ở tình huống vừa rồi cũng có ý đồ tiếp tục ép trái. Nhưng đó là một pha trả ra bóng khá xoáy của Wang Manju. 7-5. Vậy là bóng trong bàn. Vừa rồi tình huống bóng đã chạm vào cạnh bàn và điểm cho Wang Manju. Điểm số bây giờ đang là 7-6. Huyền xin tạm dừng của Yu Yulin. Có lẽ là cô đang có một chút ổn định và phục hồi lại thể trạng của mình để trước khi bước vào những điểm số quyết định ở game 3 để có thể kết thúc được game đấu này, một chiến thắng cho mình. Một game đấu tương đối quan trọng, bởi nếu như để cho Wang Minyu lấy lại được chiến thắng thì sẽ là khó khăn hơn cho những phút sắp tới của Yu Yulin. Bây giờ sẽ là quả giao bóng thứ hai của Yu Yulin. Bóng không qua lưới và 7 đều. Diễn biến của set 2 này cũng, set 3 này cũng rất hấp dẫn.
vẫn làm thế trận giằng co như những set đấu trước. Không được. Tình huống chống phản công không thành của Yu Yulin và Wang Manju dẫn 8-7. Lần đầu tiên Wang Manju vượt lên ở set đấu này. Liệu cô có tận dụng được lợi thế này hay không? Không được. 8-8. Đó là một cú đánh dọc bàn không thành công. Chủ đích tấn công của Wang Manju rồi là rất hay, nhưng tiếc là cô đã không thực hiện thành công cú đánh đó. Rất đáng tiếc. Như vậy là điểm vượt lên dành cho Wang Manju 9-8. Đây là một cú đánh mà Wang Manju đã đánh thẳng vào vị trí của Yu Yulin, như cái cách mà tay vợt hạng tư thế giới đã từng làm với cô. Lần này thì Yu Yulin đã trả đũa thành công. Cô đánh bóng ép vào vị trí sát người của Wang Minyu. 9-9. Ra ngoài và điểm kết thúc set cho Yu Yulin. Cứu Game Boy thành công 10-10, giống như game đấu thứ nhất. Hai tay vợt lại tiếp tục phải tiến đến điểm số quyết định của game đấu thứ ba này. Cơ hội cho Wang Manju có được chiến thắng game đầu tiên. Wang Manju đã từng cứu hai game point ở set thứ nhất, nhưng cô vẫn không thể thắng. Đây sẽ là cuộc đấu của bản lĩnh. Rất hay và cũng là một phần may mắn thuộc về Wang Manju để cô có được chiến thắng rút ngắn tỷ số chung cuộc xuống còn 1-2. Một cú đánh dọc bàn và bóng đã đi chạm vào cạnh bàn. Và như vậy là chúng ta sẽ bước vào loạt Fast Five ở những trận đấu sắp tới. Vâng, đây là một trận đấu hết sức căng thẳng khi mà qua 3 game đấu đã hết khoảng thời gian 24 phút. Đây là một cú tấn công quá hay. Như vậy là bóng đã chạm thẳng vào mặt bàn nhưng lại đi dọc và rất nhanh, và nó quá xa tầm với của Yu Yulin. Ít nhất sẽ có hai loạt fast five mà chúng ta được chứng kiến trong cú sắp tới. FPT sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu tại T2 Diamond Singapore vào buổi chiều ngày hôm nay, bắt đầu từ 17:30. Chúng ta sẽ chứng kiến 4 trận đấu vào khung giờ buổi tối. Một pha phán đoán không đúng hướng bóng của Wang Minyu. Đó là một tình huống cài bóng xoáy của Yu Yulin. Điểm đầu tiên cho tay vợt hạng tư thế giới. Như vậy là bóng ngoài. Hai điểm liên tiếp cho Yu Yulin. 0-2. Wang Minyu giao bóng.
Một pha gài bóng quá sâu và bóng đã đi ra ngoài. 1-2. Điểm số bây giờ đã là 1-3. Một cú giật thuận tay ra ngoài. 4-1 cho Yu Yuling và gần như là chiến thắng ở loạt fast five đầu tiên này sẽ thuộc về Yu Yuling. Tiếp tục là một cú giật ra ngoài và tỷ số đã được nâng lên 3-1. Một game thắng nữa sẽ mang về chiến thắng cho Yu Yuling. Đây là một game đấu khá dễ dàng cho Yu Yuling. Cố liên tục ghi điểm và có một chiến thắng áp đảo. Chiến thắng chung cuộc cũng đang rất gần với Yu Yuling. Năm 2018 là một năm rất thành công đối với Wang Menju khi cô đã vô địch World Tour tại Hồng Kông, về nhì World Tour tại Qatar và vô địch World Tour tại Trung Quốc, về nhì tại Nhật Bản, vào đến tứ kết tại giải Hàn Quốc và về nhì tại giải Áo mở rộng. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào game đấu fast five thứ hai và cũng được xem như là game quyết định đối với Wang Menju, bởi cô không còn cách nào khác là buộc phải chiến thắng ở game này. Điểm số đầu tiên cho Yu Yuling rất nhanh. Đánh ra ngoài. 2-0 cho Yu Yuling. Có vẻ như là tinh thần của Wang Menju đang đi xuống rất thấp. Bóng trở lại với Yu Yuling ở tình huống giao bóng này. Không được, bóng không qua lưới. Điểm số đầu tiên cho Wang Menju. Đều. Cú đánh bóng dọc vàng rất hay. Phải giao bóng lại cho Yu Yuling. Và cài bóng ra ngoài. 3-2 cho Wang Menju. Hai tay vợt đang rất tập trung và căng thẳng. Và tấn công rất hay. 4-2 cho Wang Menju. Cơ hội cho Wang Menju có thể kéo trận đấu vào game đấu thứ 6. Lần gần nhất thì cô cũng đã thất bại với tỷ số chung cuộc 1-4. Let's
cú đánh ra ngoài. Vẫn còn một cơ hội nữa cho Wang Menyu có được chiến thắng ở game đấu thứ 5 này. Wang Menyu cần thể hiện lại bản lĩnh như cách đã giúp cô có được một chiến thắng game ở game đấu thứ 3. Bóng ngoài 4 đều. Bây giờ sẽ là điểm số quyết định. Rất căng thẳng. Hai cơ hội cho Wang Menyu nhưng cô lại không thể tận dụng được. Và đây là lượt phát bóng của Yu Yuling. Một cú bẻ tay quá hay của Wang Menyu. Cô đã có một tình huống xử lý có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Với cái cổ tay rất dẻo, cô đã lắc bóng và cắt bóng đi với một độ xoáy cực khủng. Và nó khiến cho Yu Yuling không thể nào cứu được. Bóng rất xoáy. Như vậy là tỷ số của lần đối đầu trước tại D2 Diamond Malaysia đã không lặp lại. Hoàng Văn Du đã đưa trận đấu vào vòng đấu thứ 6. Trận đấu nói là hấp dẫn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và game thứ 6 này thì Wang Menyu là người giao bóng đầu tiên. Quá hay. Phản xạ tuyệt vời của Wang Menyu đã giúp cho cô ghi điểm. Một tình huống mà hai tay vợt đôi công và đổi hướng liên tục. Một tình huống răng co rất nhiều nhịp. Wang Menyu đã quá biến ảo trong tình huống tấn công vừa rồi. Cực hay, tiếp tục là một cú bẻ lòng tuyệt vời của Wang Menyu. Biết đâu Wang Menyu sẽ có thể săn lấp tỷ số 3-3 thì sao. Trận đấu sẽ bước vào game đấu thứ 7. Một trận đấu rất hấp dẫn. Giờ đây thì tâm lý đang đè nặng lên Yu Yuling. Cô mới là người đang gặp áp lực tâm lý chứ không phải Wang Menyu. 3 điểm liên tiếp cho Wang Menyu ở game đấu thứ 6. Chúng ta đang thấy được tinh thần thăng hoa của Wang Menyu giúp cho cô có những cú đánh rất hay, rất chuẩn xác. Và đó là những cú đánh rất táo bạo. Không có một giải pháp an toàn nào đối với Wang Menyu trong những cú đánh của cô nữa. Và cô rất tự tin trong những cú đánh biến ảo của mình. Chúng ta thấy khuôn mặt của Yu Yuling đang rất rất áp lực. Game trắng cho Wang Menyu. 5-0 ở game thứ 6 này. Để đưa cả hai tay vợt vào game đấu quyết định. Game đấu thứ 7. Đây trận xứng đáng là một trong trận đấu hấp dẫn nhất của vòng 16 tay vợt xuất sắc nhất. Quá căng thẳng và bây giờ áp lực tâm lý đang đè nặng lên Yu Yuling. Cô cũng không nghĩ rằng sau khi dẫn đến 2-0, đối thủ của cô lại có sự thi đấu cực khởi đến như vậy. Bản lĩnh lúc này đang được thể hiện ở Wang Menyu. Bản lĩnh rất tốt. Time. Đây mọi thứ đã trở về với vạch xuất phát. Final game. Chúng ta đang rất chờ đợi. Người phát bóng trước sẽ là Yu Yuling. Final game. Yu Yuling to serve. Love. Rất hồi hộp trong từng pha bóng ở game đấu cuối cùng, game đấu quyết định này. Trận đấu kết thúc ngày thi đấu buổi sáng. Và đó là một trận cực
một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Điểm số đầu tiên đã thuộc về Yu Yu Linh. Chạm vào cạnh bàn và không may đã thuộc về Yu Yu Linh. Và nó đối lập lại, đó là sự may mắn cho Wang Menju ở tình huống này. Cô gần như đã hết cơ hội nhưng bóng lại đi vào mép bàn. Một đều. Tiếp tục lại là may mắn cho Wang Menju. Nó như là một game đấu định mệnh, rất khó lý giải cho sự may mắn này. Bóng đã chạm vào mép trên của lưới và khiến cho trái bóng đổi hướng và cũng lại chạm vào mép của bàn. Thật sự thì những pha bóng giật lưới sang phần bàn bên kia thì rất khó đoán. Lần này thì không có sự may mắn nào nữa, hai đều. Một tiếng hét cho thấy sự giải tỏa áp lực tâm lý của Yu Yu Linh. Một điểm số đến rất đúng lúc, đúng thời điểm để cho cô có thể thoải mái hơn phần nào ở tình huống giao bóng này. Hai đều. Rất hay, rất tự tin. Đánh dọc bàn rất hay. Sau khi trả giao bóng theo cái cách gài bóng gần lưới thì Wang Menju đã chủ động lùi về để thực hiện cú tấn công có thể nói là cực kỳ chất lượng và hiểm hóc. Đánh thuận tay. 3-2. Điểm đang là 3-2. Và đây sẽ là quả phát bóng của Wang Menju. Có điểm ở quả phát bóng này thì cơ hội giành chiến thắng game là rất lớn với Wang Menju. Cô cần tận dụng tốt tình huống giao bóng này. Không được. Và như vậy lần này may mắn đã thuộc về Yu Yu Linh. Có vay có trả, đó là những gì mà Wang Menju đang phải nhận. Pha đánh bóng tưởng chừng như ra ngoài của Yu Yu Linh đã chạm vào mép bàn. Ba đều. 3-4. Có thể nói là một game đấu quá hấp dẫn và có quá nhiều những sự may mắn đến từ cả hai tay vợt. Lần này thì Yu Yu Linh đã tấn công thẳng vào người của Wang Menju để tiến đến điểm kết thúc trận đấu. Match point cho Yu Yu Linh. Cân bằng được điểm 4 đều và đưa trận đấu đến điểm số quyết định. Rất căng thẳng. Match boy. Ai thắng cũng xứng đáng cả ở trận đấu này. Giao bóng lại. Vẫn tiếp tục là sự hồi hộp kéo dài. Và như vậy là chiến thắng
định mệnh đó như là một sự sắp đặt thuộc về Wang Manju. Chúng ta cần phải nhìn lại ở game đấu này, cô đã có đến 2 pha bóng rất may mắn khi bị Yu Yulin dẫn trước, để rồi dẫn ngược và sau đó tiến đến điểm số kết thúc trận đấu của Yu Yulin, thì Wang Manju đã lấy sự điềm tĩnh, bản lĩnh để cân bằng điểm số và tiến đến điểm kết thúc trận đấu 5-4 ở game đấu thứ 7 và mang về chiến thắng cho mình để bước vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất của T2 Diamond Singapore 2019.